Xin chào mọi người, tôi là Trung Ngô. Xin giới thiệu với các bạn đây là cái Rivrock PA2. Đây là một sản phẩm rất là thông dụng của anh em để quản lý loa. Thì cái sản phẩm của Debix PA2 nó có nhiều chức năng hữu ích cho anh em. Bây giờ Trung sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chức năng, đó là khóa. Vì đôi khi chúng ta setup xong, chúng ta có thể là muốn an toàn cho cái chương trình, các bạn có thể khóa luôn nha. Cái PA2 này thì nó khóa như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta có cái hệ thống điều khiển của nó, có cái nút RTA, chúng ta bấm giữ RTA, sau đó chúng ta bật nguồn lên. Đó, bấm giữ RTA chúng ta bật nguồn lên, thì chúng ta sẽ chờ cái Debix Rivrock PA2 nó khởi động. Sau đó nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Chúng ta thả cái RTA ra, có cái system unlock, có nghĩa là không khóa. Sau đó là có cái chương trình khóa, thì chúng ta chọn cái gì, chúng ta chọn nhóm data này, chúng ta xoay xuống system lock kịch nha. Sau đó chúng ta nhấn vào thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ tiếp theo, đó là press RTA to confirm selection. Bấm bất kỳ một cái phím nào khác để exit. Chúng ta đồng ý thì chúng ta bấm vào cái nút RTA tiếp theo một cái. Đó nha. Chúng ta bấm vào RTA để confirm chương trình đó. Đó, như thế thì cái controller của bạn đã được khóa, thì mọi chức năng trên cái phím này nó sẽ đều khóa, kể cả cái mute, chức năng mute nó đều khóa hết. Thì bây giờ chúng ta có thể dùng nó mà không sợ người ta sẽ bọc cái này, cái khác của mình nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta muốn unlock trở lại cái vị trí ban đầu thì chúng ta làm như thế nào? Tắt nguồn đi, và chúng ta cũng nhấn vào RTA. Rồi chờ một thời gian để cho cái Debix Rivrock PA2 nó khởi động. Sau đó thì controller nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ, và chúng ta muốn unlock, chúng ta chỉ cần xoay lên. Đó nha. Xoay lên unlock, sau chúng ta cũng làm cái bước như bước lock vậy, unlock và nhấn RTA. Đó, nó sẽ unlock cho mình. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng được, đúng không? Rồi. Đó, nha. Bây giờ chúng ta tắt, chúng ta làm lại. Rồi, RTA này, nhấn vào này. Nha. Chúng ta bật nguồn lên. Đợi, trong vòng cỡ 15-20 giây. Đó, chuyển firmware xong nó ra một cái giao diện. Rồi chúng ta chuyển xuống chữ lock nha. Sau đó chúng ta làm gì, nhấn data. Rồi nó báo ra một cửa sổ, chúng ta nhấn RTA để confirm xác nhận, còn nếu không thì chúng ta bấm bất kỳ cái nút gì chúng ta thoát nó ra nha, có nghĩa là chúng ta không xác nhận đó. Rồi nhấn RTA để xác nhận này. Đó, lock key. Rồi ok, bây giờ là cái máy của chúng ta đã được lock. Rồi, xin nhắc lại, đây là chương trình hướng dẫn sử dụng chức năng lock khóa cái controller Debix Rivrock PA2, một cái sản phẩm rất là thông dụng cho anh em muốn dùng hệ thống xử lý loa, quản lý loa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Xin cùng nhau chia sẻ like tài khoản của Trung Ngô để chúng ta cùng chia sẻ những cái hướng dẫn sử dụng, những clip bổ ích cho anh em làm thiết bị âm thanh tiệc cưới như hệ thống âm thanh sự kiện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào, tạm biệt.